Rồi, thưa anh chị, hôm nay giới thiệu các anh chị là căn nhà ở khu chung dân cư đông đúc nha, gần khu đô thị 5 sao này. Đây là con đường đi vào nhà này, đường này là đi thẳng ra là Đinh Đức Thiện. Đấy, từ Đinh Đức Thiện vào đây khoảng tầm 50 mét nhé. Đấy, thưa các vị, là dân cư đông đúc hết, xung quanh là có buôn bán, đi xeo hết cả lên rồi. Đấy. Đây là căn nhà, căn con đường ta mình đi ra Đinh Đức Thiện, đi thông luôn. Ở đây là có tới ngõ quẹo vô trước căn nhà này. Ngõ trước căn nhà này là khoảng tầm 4 mét hẻm xe ba gác đi được nhé. Đấy, từ ngoài đường lớn, đường xe hơi đi vào nhà thì khoảng tầm 20 mét. Quý vị. Đây, rồi giờ đến bắt đầu căn nhà đây. Đấy, bắt đầu đến căn nhà của mình rồi. Đây, bắt đầu là bước lên là cửa cổng này. Đấy, cửa cổng, bước lên là cửa cổng gồm có hai cánh. Đấy, làm là chắc chắn luôn để có thể tối lại mình đóng cửa cho nó an toàn. Rồi cái cửa cổng bước lên là cái thềm hè nha, tức là làm để có thể hè trời mưa trời gió nó không có ấy được. Đấy. Rồi, đây đã giới thiệu với quý vị là đây là tuyến đường đi vô trước nhà mình này. Ngoài kia là đường lớn này, giới thiệu với quý vị rồi. Đường đây đi vào nhà là khoảng tầm từ ngoài đường lớn vào nhà khoảng tầm 20 mét rồi. Đường 4 mét, đường hẻm xe ba gác nữa. Đấy. Rồi vào đến trước căn nhà đây. Đây là cửa cổng chính này. Cửa cổng chính của căn nhà đó là làm bằng cửa sắt luôn. Cửa có hai lớp cửa. Lớp ngoài là cửa sắt, bên trong là cửa kính cường lực nha. Rồi bắt đầu là ta đi vào trong nhà này. Nhà có diện tích là 4 mét x 10 mét. Đấy, một trệt hai lầu, một trệt một lầu, hai phòng ngủ, một phòng khách và một phòng bếp. Đây là phần giới thiệu quý vị, đây là phòng khách này. Đấy, đây là phòng khách. Phòng khách thì có cực kỳ rộng luôn. Để bộ bàn ghế rồi TV để đó là quá ok rồi, tuyệt vời luôn. Gạch là ốp lên tới 1,4 m, 1,5 m nhá, 1,5 m. Đấy, quý vị. Trần là làm trần thì cao luôn, trang trí luôn. Đấy. Rồi nó tiếp cái đến phòng khách là đến phòng bếp này. Đây, đến phòng bếp thì quá rộng luôn rồi. Đây là bếp nấu này, có tủ trên tủ dưới này. Rồi góc này là có thể mình để bàn ăn được này. Đấy, để bàn ăn được. Và kế bên này là có cái cửa sổ mở để thoáng khí này. Rồi đó, cửa sổ mở ra, mở nóng vô ngoan đó. Rồi trên đây là khu để vật để bàn ăn này, quá đẹp rồi. Này là bếp nấu, ok luôn. Rồi đến đây là trong toilet này. Toilet là có quý vị xem là gạch ốp lên cao 1,8 m nha, có lavabo rồi các thứ đầy đủ hết này. Lavabo là nguyên khối luôn này, dưới là có lát gạch chống trơn chống trượt này. Cửa kính thì là cửa kính, cũng kính sofa luôn nè, kính đáo này. Rồi đây gầm cầu thang này mình có thể tận dụng để cái đồ vặt, đồ linh tinh trong gia đình được, quá ok này. Rồi giờ xin mời anh các chị lên trên lầu xem cái lầu này. Trước khi lên trên lầu thì đây là cầu thang này, đường đi lên lầu này. Cầu thang là làm được làm bằng gỗ căm xe cực kỳ chắc chắn này. Rồi, cột to bự chính hình luôn. Đường lên cầu thang là được lát bằng đá hoặc cương này. Rồi kế lên đến cầu thang này có lắp cho anh các chị một cái tủ có thể đựng đồ, dép, guốc các thứ loại kia này để cho nó gọn nhà. Đấy. Rồi giờ lên đến trên lầu là gồm có hai phòng ngủ này. Phòng thứ nhất là đây là phòng ngủ, thưa các anh chị gì vậy. Phòng này khoảng tầm 200 m², trên có làm đóng trang trí thạch cao, và cái phòng ngủ là có một cái cửa thông gió, cửa sổ để mở thoáng ra bên ngoài nhé. Trên phía phòng trời nắng dần nhất là có mở thoáng bên ngoài và đứng ngắm sang
bên cạnh, sang nhà bên cạnh được. Đấy, khu này là nói với các anh chị là khu này là dân cư là đông đúc đầy đủ hết rồi nhá, kín hết rồi. Khu này là gồm có bên em có 3 căn mà đã bán 2 căn rồi. Rồi chỉ còn lại một căn này duy nhất. Đấy, rồi giờ tiếp sang đến là phòng ngủ thứ hai này. Phòng ngủ thứ hai này đây cũng là một cửa sổ nữa này. Để cho nó mát. Đấy, phòng ngủ này là rộng hơn phòng ngủ bên. Phòng này khoảng tầm 30 mét vuông, quá ok rồi. Đấy. Và tiếp phòng ngủ này là có một cái cửa chính, cửa mở ra ban công nhé. Thưa các anh chị này, mở ban công để nhìn sang ban công cho nó mát. Đây, cửa đóng. Đấy. Đấy, cửa mở ra ban công là cực kỳ thoáng mát luôn. Rồi tiếp đến phòng ngủ thứ hai này là đến căn toilet, căn nhà vệ sinh này. Căn nhà vệ sinh thì cũng được lắp lát gạch từ dán gạch từ dưới lên trên, cao 1m8 này. Lavabo bồn cầu là đều nguyên khối hết này, có vòi sen tắm này, vòi xịt này, đầy đủ này, cửa kính sofa đóng kín đáo luôn này. Đấy. Rồi giờ xin nhắc lại với các anh các chị về diện tích với lại cái khu vực cái căn nhà này nha. Căn nhà này là nằm ở trong khu dân cư đông đúc này, gần khu đô thị 5 sao này, cách chợ Bình Chánh khoảng chừng 2 cây, cách đình đường Đinh Đức Thiện, từ ngoài đường Đinh Đức Thiện đi vào khoảng tầm 50m này, và quẹo vào nhà là khoảng tầm 20m đường xe hơi vào này, đường xe hơi đậu vào nhà này, đường trước nhà là đường xe ba gác nhé. Đó là thông tin của căn nhà, và căn nhà là giấy tờ đầy đủ, sổ hồng riêng này. Và căn nhà này là với cái giá là 900 triệu nha anh chị. Anh chị nên nhớ là căn nhà chỉ có 900 triệu đầy đủ luôn, không có thiếu cái gì hết, chỉ việc là vào ở thôi này. Xin lưu ý là căn nhà 900 triệu nha, sổ hồng riêng, trong khu dân cư là đông đúc, không có hở luôn, dân cư là chi chít lại hết rồi. Đấy. Nên các anh chị yên tâm là về ở rất là vui vẻ, vô tư rồi, đông đầy đủ hết. Rồi, quý video xin kính chào các anh chị nha. Chúc anh chị thành công xem video, nhớ có gì liên hệ qua số điện thoại giùm em nha. Rồi.